chào quý vị và các bạn đến với kênh Thời sự TV. Bản tin quốc tế chiều ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trung Quốc bành trướng Biển Đông, thông báo mới được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc MSA, nói rằng Trung Quốc tăng cường sự hiện diện tại Biển Đông khi tập trận ban đêm, từ 23 giờ ngày 1 tháng 3 đến 12 giờ ngày 2 tháng 3. Trong khi đó, các sự kiện diễn biến của Mỹ tại Đài Loan luôn là sự quan tâm hàng đầu của Trung Quốc. Mới đây, phái đoàn gồm các cựu quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao của Mỹ từ Tổng thống Joe Biden cử đến Đài Loan đã nhắc lại các cam kết của Washington với hòn đảo trong bối cảnh căng thẳng với Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Phía bên kia chiến tuyến vẫn tiếp tục giao tranh ác liệt. Ngày 2 tháng 3, Trung Quốc đã phát đi tín hiệu sẵn sàng đóng vai trò hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, vào thời điểm cuộc chiến đã bước sang ngày thứ 6. Trước các lệnh trừng phạt phương Tây dành cho Nga, Mỹ tiếp tục lôi kéo các tập đoàn công nghệ Trung Quốc cấm vận Nga. Đặc biệt, các nhà cung cấp lớn của Trung Quốc như SMIC, Lenovo ngừng bán công nghệ và linh kiện cho Nga. Cụ thể ra sao, tất cả tin nóng quốc tế chiều ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Trung Quốc tăng cường sự hiện diện tại Biển Đông khi tổ chức tập trận ban đêm ở Biển Đông từ 23 giờ ngày 1 tháng 3 đến 12 giờ ngày 2 tháng 3. Thông báo mới được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc MSA nói rằng một cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông từ 23 giờ ngày 1 tháng 3 đến 12 giờ ngày 2 tháng 3. Thông báo về cuộc tập trận ở Biển Đông nói trên được đưa lên website của MSA vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 1 tháng 3, khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi cuộc tập trận bắt đầu. Những thông báo về tập trận thường được đăng trên website của MSA trước khi cuộc tập trận diễn ra từ 1 tới 2 ngày. Cũng theo thông báo, khu vực tập trận được giới hạn bởi 4 tọa độ, bao gồm 17 độ 52 vĩ Bắc, 109 độ 15 kinh Đông, 17 độ 52 vĩ Bắc, 109 độ 25 kinh Đông, 17 độ 46 vĩ Bắc, 109 độ 25 kinh Đông và 17 độ 46 vĩ Bắc, 109 độ 15 kinh Đông. Kết quả đối chiếu 4 tọa độ lên Google Maps cho thấy khu vực tập trận dường như nằm ở phía đông nam đảo Hải Nam của Trung Quốc. Thông báo không nói rõ về quy mô cuộc tập trận, chỉ nói rằng cấm tàu thuyền vào khu vực liên quan. Trước đó, tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 11 tháng 2 đưa tin, chiến khu Nam Bộ thuộc quân đội Trung Quốc PLA ngày 9 tháng 2 triển khai một tàu tiếp tế và một tàu quân y tập trận ở Biển Đông để kiểm tra khả năng phối hợp cùng nhau trong các điều kiện tác chiến, tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật, tìm kiếm và cứu hộ. Tính từ đầu năm đến nay, Trung Quốc có thể đã tiến hành ít nhất 6 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có ít nhất một cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ. Theo các thông báo được đăng lên website của MSA và thông tin từ SCMP, trong năm 2021, Trung Quốc được cho là đã tiến hành ít nhất 51 cuộc tập trận ở Biển Đông. Theo các thông báo được đăng trên website của MSA, trong đó có ít nhất 20 cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ và ít nhất một cuộc tập trận trái phép ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Mỹ tái khẳng định cam kết với Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc đại lục. Phái đoàn gồm các cựu quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao của Mỹ được Tổng thống Joe Biden cử đến Đài Loan và nhắc lại các cam kết của Washington với hòn đảo này. Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mike Mullen bên trái được người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu chào đón tại sân bay Tùng Sơn Đài Bắc ở Đài Bắc Đài Loan ngày 1 tháng 3. Nguồn tin quốc tế đưa tin, phái đoàn gồm các cựu quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao của Mỹ đến thăm Đài Loan ngày 2 tháng 3 đã khẳng định Washington kiên quyết giữ vững các cam kết của mình với Đài Bắc và các đồng minh trong khu vực. Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mike Mullen, người dẫn đầu phái đoàn, tuyên bố quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan đang mạnh mẽ và mở rộng hơn bao giờ hết. Mỹ sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng và sẽ tiếp tục ủng hộ một giải pháp hòa bình cho các vấn đề xuyên eo biển, phù hợp với mong muốn và lợi ích tốt nhất của người dân Đài Loan. Ông Mullen nói, các phát biểu này được ông Mullen đưa ra trong cuộc gặp được phát trực tiếp trên Facebook với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Tôi hy vọng với việc xuất hiện ở đây với các bạn, chúng tôi có thể trấn an các bạn và người dân, cũng như các đồng minh và đối tác của chúng tôi trong khu vực, rằng Mỹ luôn kiên định với cam kết của mình, ông cho biết.
Chuyến thăm của phái đoàn cấp cao do Tổng thống Mỹ Joe Biden cử đi diễn ra trong bối cảnh các diễn biến cuộc khủng hoảng Ukraine đang được theo dõi sát sao ở Đài Loan. Các cựu quan chức Mỹ cũng sẽ gặp người lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan, Chiu Kuchen. Chuyến thăm của phái đoàn do ông Mu Lan dẫn đầu là chuyến thăm công khai đầu tiên của một nhóm cựu quan chức Mỹ tới Đài Loan, theo chỉ thị của Tổng thống Biden kể từ tháng 4 năm 2021. Thời điểm đó, cựu thượng nghị sĩ Mỹ Rich Dodd và các cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Richard Armitage và Jeff Stanberg đã đến Đài Loan để gặp bà Thái. Trung Quốc phát tín hiệu làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vào thời điểm cuộc chiến đã bước sang ngày thứ 6. Ngày 2 tháng 3, Trung Quốc đã phát đi tín hiệu sẵn sàng đóng vai trò hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vào thời điểm cuộc chiến đã bước sang ngày thứ 6. Theo đó, ngày 1 tháng 3, trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Ukraine, Dmytro Kubela, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ Bắc Kinh xót xa trước cuộc xung đột và vô cùng lo ngại về những ảnh hưởng đối với người dân. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã đề nghị Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp làm trung gian trong cuộc xung đột với Nga. CCTV nhấn mạnh rằng Ngoại trưởng Ukraine đã yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, chúng tôi luôn giữ quan điểm rằng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia phải được tôn trọng. Đối với cuộc khủng hoảng hiện tại, chúng tôi kêu gọi phía Ukraine tìm cách giải quyết vấn đề thông qua đàm phán. CCTV dẫn lời ông Vương Nghị cho biết. Ngoại trưởng Vương Nghị đồng thời bày tỏ, Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Theo SCMP, trước tình hình giao tranh đang bùng phát, Ngoại trưởng Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh, điều cấp bách hiện nay là phải làm dịu tình hình trên thực địa và tránh leo thang hoặc thậm chí mất kiểm soát xung đột. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, cuộc gọi do phía Ukraine khởi xướng, hai ngoại trưởng cũng thảo luận về việc sơ tán công dân Trung Quốc khỏi Ukraine, với 6.000 công dân Trung Quốc hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại đây. Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Ukraine và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang. Hôm 1 tháng 3, các lực lượng Nga đã bắn phá tòa nhà chính quyền, khu vực ở Kharkiv, khiến ít nhất 10 người dân thiệt mạng. Trong khi đó, các nước phương Tây tiếp tục thể hiện sự ủng hộ với Ukraine bằng cách gây sức ép lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Về phần mình, Trung Quốc cho biết họ quyết liệt phản đối các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, nhấn mạnh rằng đối thoại là cách duy nhất để ngăn chặn cuộc chiến. Cùng với các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt cho Nga, Mỹ tiếp tục lôi kéo các tập đoàn công nghệ Trung Quốc cắm vào Nga, đặc biệt là các nhà cung cấp lớn của Trung Quốc như SMIC, Lenovo, ngưng bán công nghệ và linh kiện cho Nga. Theo nguồn tin, một quan chức chính quyền Mỹ cho biết, mọi mặt hàng được sản xuất với một số nguyên liệu đầu vào của Mỹ, bao gồm phần mềm, thiết kế, đều phải tuân thủ lệnh cấm bán cho Nga, kể cả khi chúng ra đời tại nước ngoài. Những công ty không thực hiện yêu cầu này sẽ đối mặt với khả năng bị Mỹ cấm vận, đồng thời người đứng đầu doanh nghiệp sẽ bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, các thiết bị điện tử tiêu dùng như smartphone, laptop sử dụng vào mục đích cá nhân không bị cấm bán. Trung Quốc là đối tác cung ứng thiết bị điện tử lớn nhất, chiếm 1/3 lượng chip bán dẫn, hơn 1/2 lượng máy tính và smartphone của Nga. Do đó, nếu có thể lôi kéo được sự ủng hộ từ Trung Quốc, chính sách cấm vận của Mỹ sẽ thành công. Bước đầu, chính quyền Trung Quốc phản đối các biện pháp trả đũa của Mỹ nhằm vào thương mại và kinh tế Nga. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn muốn các tập đoàn lớn như SMIC hạn chế bán cho Nga những công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực quốc phòng. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine, nhiều công ty nước ngoài nhanh chóng tìm cách rút khỏi nước này. Đồng thời, Mỹ hứa hẹn sẽ dành ưu đãi cho các quốc gia áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu với Nga. Theo chuyên gia Mary Lovely của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, 70% nguồn cung chip máy tính và smartphone của Nga trong năm 2020 đều đến từ Trung Quốc. Hôm 28 tháng 2, Bộ Ngoại giao nước này một lần nữa lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga.
Trung Quốc không tán thành việc sử dụng các biện pháp trừng phạt để giải quyết vấn đề. Thậm chí, chúng tôi còn phản đối việc trừng phạt đơn phương bất hợp pháp mà không có sự ủy quyền quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, Trung Quốc xem việc tự túc trong lĩnh vực bán dẫn là ưu tiên quốc gia, nhưng các công ty của họ vẫn phụ thuộc vào thiết kế và công nghệ Mỹ. Sau khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen từ năm 2020, SMIC tiếp tục sản xuất chip trên dây chuyền do đối tác Mỹ cung cấp. Nếu không tuân thủ yêu cầu cấm vận Nga, họ có thể chịu biện pháp hạn chế ngặt nghèo hơn. Trong khi đó, giống như đa số nhà sản xuất smartphone khác, Xiaomi sử dụng chip của Qualcomm, Huawei và Skyworks Solution. Lenovo dùng vi xử lý AMD và Intel trong các sản phẩm máy tính cá nhân của họ. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt công nghệ. Và năm 2019, họ đưa Huawei vào danh sách hạn chế xuất khẩu sản phẩm công nghệ, với lý do tập đoàn viễn thông Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận Iran và đe dọa an ninh quốc gia. Chính sách này đã khiến Huawei sa sút nghiêm trọng và buộc phải từ bỏ mảng sản xuất smartphone.